Ok mọi người, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2, nếu như mình nhớ không nhầm hôm nay là 21 Tết và mình vẫn bắt buộc phải đầu tư một chiếc ổ cứng SSD NVMe M2 của Samsung với cái dung lượng là 500GB. Ngày trước đó thì mình đã có một cái ổ cứng rồi nhưng mà cái ổ cứng đó mình đã dùng hết. Và thực sự là cái máy mình lúc này hiện tại đang rất chi là chậm và rất chi là lag. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ thay cái này lại để sau đó cho nó thuận tiện công việc của mình. Ok. Ok mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một cái sản phẩm cuối cùng của Line 1821 Manmade. Thực sự đây là một con sáp vuốt tóc 1821 Wax. Nó là một con sáp vuốt tóc có thể nói là khá là ngon, ngon hơn so với tất cả những cái sáp vuốt tóc của mình đã từng vuốt ở cái thời điểm hiện tại. Và về cái thiết kế của sản phẩm thì mọi người có thể thấy là nó được đựng ở trong một cái hũ thủy tinh lồn có cái dung tích là 56g tương đương với 2 ounce. Thì đây là một cái dung tích nó cũng khá là vừa đủ cho các bạn nào vuốt, nói chung là cũng khá là ok. Ở mặt dưới của nó có ghi là satin finish và hai hâu. Thì ở đây là một cái độ bóng gọi là độ bóng kiểu bóng bình thường và cái độ giữ nếp cao. Thì thực sự là một lát nữa thì mình sẽ review chi tiết hơn về cái hiệu năng của sản phẩm. Ở về cái label này thì nó cho mình một cái cảm giác nó rất là hay. Ở xung quanh của nó ấy, có in thêm những cái họa tiết, cũng những cái họa tiết của 1821mm nhưng mà nó là kiểu bóng bóng ở đây này. Các bạn phải di chuyển nó thì các bạn mới có thể thấy được cái độ bóng của cái này. Ở trên nắp của nó là có đánh dấu một cái logo của 1821mm. Thì cái logo này được sử dụng trong tất cả những cái sản phẩm của 1821 luôn. Sorry mọi người, nếu như mà các bạn có xem video này mà thấy cái ánh sáng của nó có hơi thay đổi một chút thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhé, vì mình đang quay 100% bằng ánh sáng tự nhiên. Mình không sử dụng một chút đèn đóm nào trong cái studio này cả. Về cái sản phẩm này, mình mô tả Tony Wark, các bạn có thể bấm vào link mô tả phần bên dưới để biết thêm về Tony Wark cũng như là những cái sản phẩm khác mà họ đang bán. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để cho các bạn có thể xem bên trong cũng như là hiệu năng của nó. Thực sự là hiệu năng của con này là một thứ mà mình rất muốn chia sẻ nó với cả mọi người. Ok, các bạn sẽ phải mở nó vặn như này. Đây có một cái lắp để hút ẩm nữa. Và bên trong là chất sáp của chúng ta. Ở về cái chất sáp này có một cái chất sáp nó là màu kiểu caramel, màu đục. Và cái màu của chất sáp của con lọ wax này nó khác hoàn toàn so với con clay cũng như là con paste kia, là nó màu đậm hơn. Và cái chất sáp của nó là một cái chất sáp dạng như kiểu nó khá là giống với cả con Kevin Murphy Rough Rider ấy. Thì cái chất sáp của nó cũng khá là clay. Và cái chất sáp của nó mình cảm giác như cái chất sáp này là chất sáp gốc dầu. Và có thể nói đây là một con Rough Rider khác nhưng mà của hãng Manmade. Thực sự là cái con này, để mà nói so sánh con này với cả con Rough Rider ấy, thì mình thấy là con này ngon hơn Rough Rider khá là nhiều. Ngon như nào thì các bạn hãy cùng theo dõi cái video này để xem là nó sẽ ngon như nào nhá. Đầu tiên thì về cái mùi hương của nó, ở trên này có một ghi ở đây là mùi Sweet Tobacco. Nhưng thực sự ấy, khi mà mình ngửi vào, nó không phải là mùi Sweet Tobacco nữa mà nó là một cái mùi nó dạng như kiểu mùi ômai, một xí muỗi ấy. Cái mùi nó hơi kiểu chua, chứ nó không phải là một cái mùi Sweet Tobacco như con Paste và con Clay mà mình đã từng review. Thì cái mùi này nó khác hoàn toàn, nhưng mà ghi ở trên label vẫn là cái mùi đó. Và khi mà các bạn break down sáp vào tay ấy, thì mình có một cái cảm giác nó khá là giống với cả con Rough Rider, là nó hơi có cảm giác có một chút dầu và nó cảm giác nó hơi sạn sạn rất là nhẹ thôi nhá. Đây là đặc trưng của dành riêng của con Rough Rider cũng như là con 1821mm Clay này mà mình đã gặp phải. Và về cái con sáp này, khi mà các bạn break down tay thì mình thấy là các bạn chỉ cần dùng một cái lực nó vừa phải thôi, không cần phải quá là mạnh. Một cái điều đặc biệt rất là hay khi mà mình break down tay ý, thì cái mùi hương của nó thực sự phải giống Rough Rider đến 80%. Mình không biết là do là trong này có thành phần giống nhau với cả con Rough Rider không, nhưng mà mình thực sự thấy là hai con này khi mà các bạn break down cũng như là các bạn sử dụng nó ấy, nó cũng khá là tương tự với nhau ấy. Khi mà mình apply sáp lên tóc ấy thì thực sự nó có một cái cảm nhận rất là giống con Rough Rider. Mình nghĩ đây là một con Rough Rider nhưng mà đến từ nước Anh, còn con Rough Rider kia nếu như mình không nhầm là nó đến từ Úc thì phải. Nếu như mình không nhầm nữa nhá, nếu như sai thì các bạn cũng đừng bắt lỗi mình. Nó bám vào tóc của mọi người rất là nhanh và nó tạo luôn cho mọi người được cái độ texture, một cái độ volume phải nói là khủng khiếp luôn ấy. Và các bạn có thể thấy là mình đang vuốt bằng con 1821 Wax thì thực sự là nó để lại cho mình một cái cảm nhận rất chi là chất lượng. Và cái cảm nhận của mình khi mà các bạn đã apply lên tóc ấy thì mình đã cảm giác như mình đang vuốt bằng một con clay pomade, bởi vì là nó có một cái độ mượt cũng như là cái độ khô nó vừa đủ, nó không quá là khô, không quá là bị gây ra rít tóc như con Kevin Murphy Rough Rider kia. Và ngoài ra thì cái độ dính nó sẽ dính nhiều hơn so với con Rough Rider. Như các bạn đã biết thì con Rough Rider là một con sáp clay, cũng đã từng là một
hoàng kim ở những nhiều năm trước, nhưng mà đổi lại thì khi mà con 18M này ra ấy, thì người dùng đón chờ con 18M này rất là nhiều, bởi vì thực sự đến bây giờ mình mới được vuốt con này và mình cảm thấy nó rất là ngon. Các bạn có thể thấy luôn ở trên tóc mình đây, mình đang vuốt bằng con wax của 18M, nó cho ra một cái độ texture nó phải gọi là khá là tự nhiên. Cái độ bóng khi mà các bạn mới vuốt lên ấy thì đúng là một cái độ bóng satin, kiểu nó hơi óng ánh, kiểu lóng lánh ấy. Còn sau đó khoảng tầm 30 đến 1 tiếng sau là nó bắt đầu giảm dần về cái độ bóng gọi là metal shine rồi. Các bạn đừng ngại về cái vấn đề bóng ở trên tóc, bởi vì là mình thấy là bóng trên tóc ấy là một cái điều gì đó làm cho tóc của mọi người trở nên khỏe hơn, và cái volume của nó khá là cao so với lúc mà các bạn mới vuốt. Sau đó thì mình có đội mũ bảo hiểm, mình đi ngoài đường các kiểu thì volume nó chỉ hạ khoảng tầm một chút, rất là ít thôi, nó không quá là đáng để nói cả. Về cái độ hầu của nó ấy, thì mình cũng đã test rồi, cái độ hầu của nó thực sự rất là trâu bò. Mình có để nguyên cả cái đầu đi ngủ, sau đó thì đến ngày hôm sau mình dậy, tóc mình vẫn nguyên như này, nó chỉ hơi bù xù một chút thôi, sau đó thì mình restyle lại là ok. Tóc của mình đây là đang bằng con 18M wax sau khoảng tầm 2 tiếng, thì nó tạo cho mình một cái độ khô vừa đủ, cũng như là các bạn sẽ cảm giác được một cái độ ẩm ở trên tóc của mình. Mình đã không hiểu tại sao nhá, so với con Kevin Murphy Rough Rider ấy thì nó là khô hoàn toàn, còn con này nó vẫn có một cái độ khô khi mà các bạn sờ vào tóc, cũng như là nó cũng sẽ có cái độ ẩm khi mà các bạn sờ vào tóc. Và mình không biết là phải miêu tả cho các bạn như nào, nhưng thực sự đây không phải là cân bằng giữa khô và ẩm đâu, mà nó tạo ra cho mọi người hai cái trường phái khác hệt nhau luôn. Thực sự thì đối với mình ý, đây là một con sáp vuốt tóc khá là ngon mà từ trước đến giờ mình đã từng sử dụng. Mình đã sử dụng qua rất là nhiều quái sáp rồi mà chưa có con nào tạo cho mình được một cái ấn tượng như này. Kể cả con Kevin Murphy Rough Rider mình cũng không thích con đấy lắm, mình mua về xong rồi mình không dùng nữa. Và cho đến con này thì mình đã dùng nó xuyên suốt khoảng một tuần nay rồi, thấy khá là ok. Và về link chi tiết của sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm về Tony Wax cũng như là Vietnam Pomade nhá. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và bên cạnh nút subscribe có một cái dấu chuông, và đừng quên bấm vào đó. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.